Chào mọi người nha. Thì hôm nay Mộc xin giới thiệu cho mọi người cái mẫu phương lười gỗ có đỏ nha mọi người. Thì hai cái mẫu này thì mọi người để ý cái mẫu này thì nó là hai gối. Đó, hai cái gối tròn hai bên. Thì cái mẫu này bên Mộc đang bán thì thật ra hai mẫu này nó cũng bằng giá nhau thôi, là 14.500 một cái. Giá bao gồm là Mộc sơn xịt hoàn thiện và miễn phí vận chuyển tận nhà mọi người, bán kính là 40 km. Tất nhiên là Mộc vẫn hỗ trợ vận chuyển từ Huế tới Cà Mau, thì xa hơn thì Mộc tính thêm tiền thôi. Thì chất liệu của cái này là gỗ gõ đỏ 100%, hay còn gọi là gỗ bên, gỗ cà te là loại này. Và vân của nó rất là đẹp, đây cho mọi người coi vân đó. Mọi người thấy vân rất là đẹp đó. Vân tự nhiên nha mọi người, chứ không phải vân vẽ đâu nha. Đó, mọi người nhìn này, đấy, Mộc luôn luôn chỉ khách coi vân và khách hàng rất là thích. Mọi người muốn biết nó là vân tự nhiên hay là vân vẽ, mọi người cứ nhìn vân mặt trước này. Đó, đấy, mọi người thấy cái này vòng đây nha. Mọi người nhìn cái vân dưới gầm của nó. Đấy, cái chỗ này nó có cái chỗ cong lên này. Đấy, chỗ này nó có cái chỗ cong lên này. Đấy, thì mọi người sẽ biết nó là gỗ tự nhiên. Đấy, các vân này, cái yếm viền này cũng vậy, mọi người nhìn cái yếm viền của nó này. Đấy, cái khúc này nó cong lên này. Đấy, mọi người thấy không? Khúc này cong lên này. Đấy, mọi người nhìn lên cái mặt trên. Đấy, mọi người cũng thấy khúc ấy nó cong lên. Xong rồi thớ vân nó chạy 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 xuống này. Đấy không? Nó chạy chạy này, nó chạy, đấy, cái này nó chạy trong nối qua này. Đó, thì kiểu này nó làm theo kiểu ba lan phun chăn. Đấy, viền ngoài này dày 3 phân, mặt bên trong này 1 phân 1. Và cái phương lười này là phương lười gỗ gõ đỏ hai gối nhá mọi người. Nhớ là cái kích thước của nó, bên này nó có hai gối thì kích thước của nó sẽ là 2m25, sâu là 84. Cái vắt này là dày 4 phân, vắt dày gỗ gõ đỏ đây cho mọi người coi, dày 4 phân. Đó, gỗ có đỏ lên, coi mọi người coi mặt trước mặt sau ấy. Mộc sơn xịt rất là sạch. Đó, 14.500 một cái. Còn cái bên này, đó, thì cũng 14.500 thôi, nhưng mà nó có một đầu bên nhẹ. Thì mọi người thích nhẹ bên trái hay nhẹ bên phải thì mọi người có thể đặt hàng Mộc. Thì Mộc làm cho mọi người thôi, thích nhẹ bên nào thì Mộc làm nhẹ bên đó. Cũng 14.500. Gỗ gõ đỏ hay còn gọi là gỗ bên, gỗ cà te nha mọi người. Đó, cái này thì dài 2,5 m, phủ bì là 84, nhưng mà nếu mà một kích thước sử dụng của nó ấy, thì nó chỉ có là 74, 1,8 m thôi. Đấy, 74. Còn nếu mà từ chân bên này qua bên kia thì được 1,8 m. Cao từ đất lên trên mặt này là 46. Đó, cái kiểu này thì nó làm theo kiểu bao lam khung chăn. Nghĩa là viền ngoài này là dày 3 phân, mặt bên trong này 1 phân 1. Nhưng mà mọi người xài bình thường thì mọi người xài mấy chục năm. Như Mộc nói là xài 5-60 năm ấy, nó cũng bình thường. Đấy, tựa này thì tựa con dơi chứ thọ. Đó, cái này 14.500, mọi người có thể đặt hàng. Cái này cũng giao cho khác rồi nhé mọi người. Nó một bán rất là chạy. Tất nhiên là giá này là giá tận xưởng sản xuất nhé mọi người. Và của khu làng nghề Mộc là làng nghề đồ gỗ Hố Na. Còn cái mặt này thì nó bự hơn. Cái này thì cái phương lười này thì của nó tới là 1,05 m lận. Nghĩa là nó sâu hơn cái kia 20 phân. Chiều sâu nó sâu hơn 20 phân nhé mọi người. Thì cái này là 17.500. Nó mắc hơn 3 triệu. Khi mà mọi người làm sâu hơn ấy, thì cái này nó cũng đòi hỏi to hơn này. Cái gối này nó cũng đòi hỏi to hơn. Cái yếm viền hai bên cũng đòi hỏi to hơn. Thì giá nó sẽ mắc hơn, là 17.500. Đó, cái phương lười thì nó nằm sâu hơn. Nó nằm sâu hơn, nó tới 94. Đó, cái này nằm hai người vẫn được. Đó, nằm hai người thì vẫn được.
Đấy, 17.500.000 nếu mà mọi người thích xài loại nó bự hơn một chút. Còn thích hàng đẳng cấp hơn nữa thì có loại mè mặt nguyên tấm 3 phân này, 27.900.000. Nó cũng là 1m05, dài 2m50 luôn, nhưng mà cái mặt này là nguyên tấm 3 phân, mặt chèn. Nghĩa là cái mặt này là 3 phân là đặc hết luôn, nghĩa 3 tấm này dày 3 phân hết luôn. Đó. Đó, nên cái loại này nó mắc. 27.900.000. Mà những cái này ấy, thực sự mọi người là bán nó rất là khó. Và nữa là rất là kén cách xài, bởi vì mọi người biết là một cái như thế này nó gần 30 triệu một cái. Mà chỉ để nằm chơi, nằm thư giãn thôi là khác, người ta phải rất có điều kiện người ta mới mua những cái này. Đó, vậy nhá mọi người nhá. Đây, cho mọi người quay cái góc này kết thúc đi. Góc này đẹp hơn góc kia xe đang ra. Rồi vậy nhá mọi người nhá. Rồi chào mọi người.